chào anh chị nha. Bầu trời Cali đang ở đường Bô Sa à. Bây giờ mình sẽ ghé cái chợ ABC à, mình mua bó rau muống với mua trái cây. Rồi sau đó mình sẽ ghé ghiền mì gõ, mình mua hai phần tô gô, một phần cơm gà với một phần mì khô để mình đem qua Hà. Tại vì Hà thấy mình ăn mấy lần mà Hà chưa ăn, Hà thèm quá, Hà kêu thôi mua đó đi, ăn thử ha. Thì bây giờ bên đây đang hết Tết rồi cả nhà ơi. Hết xuân rồi. Bây giờ xẹp rồi. Giờ chuẩn bị qua bên Arizona để mà thăm Hà. Mình sẽ mua mấy cái đồ linh tinh, sau đó mình sẽ chạy xe qua Hà nha anh chị. Bây giờ đang là 1 giờ rưỡi trưa. Bây giờ mình sàng chắc tiếng nữa là khoảng 2 rưỡi bắt đầu mình sẽ khởi hành đây để mình đi. Thì mình nghĩ chắc kẹt xe cứng ngắc ngay cái khúc lúc trước mình đi Vĩnh Long á, chắc chắn là sẽ kẹt ngay chỗ đó. Nhưng mà không sao, tới khuya tới tối mình sẽ tới thôi. Bây giờ vô chợ ABC nha anh chị. Chợ A Bờ Cờ. Bờ. Cái gì ta? Ôi, ở đây trái cây quá trời. Ủa, trái nho hả? Trái mận chứ? Nho. Nhãn 5 đồng. Ủa, 15, 75. Bữa nay thứ ba với lại buổi trưa trưa này cũng là vắng ha. Chắc quá giờ cơm rồi. Vô bít cúp mì nãy mình gọi rồi đó nha. Hello. Hi, how are you? Em bít cúp đồ ăn hả em gọi? Bất ngờ vậy. Em đi qua đi IC. Bây giờ chạy qua Arizona. Arizona? Dạ, đem đồ ăn này qua cho cổ ăn nè. Cổ thấy em ăn cổ thèm quá mà bây giờ phải mua cho bằng được. Anh tưởng đem qua đi có được không? Được, treo lên nó chắc không hư đâu. Tự đã chạy mấy tiếng rồi. Anh có được đá để bỏ cái được xuống không? Ờ, không, không có gì đó. Ờ, treo lên, treo xe chắc không đổ đâu. Không răng đâu hả? Dạ, không sao, cứ cột kính lại là ok. Chắc bên đây quá không? Không, được rồi, nhà có. Okay. Không hư đâu, không hư đâu, có mấy tiếng không hư đâu. Dạ, 6 tiếng. Lái 6 tiếng. Anh cũng làm hết hôm luôn á. Ok, có nhiều khách anh Tuấn lắm. Ồ, dạ hả chị? Dạ, cảm ơn chị. Nhiều dễ sợ. Nhiều không thể được được nổi. Em đi đây, từ khi tiện chưa đó. Cảm ơn bà chủ. Rồi, anh Tuấn. Chị gì của anh Hà? Chị nào? Chị gì của anh ở Arizona? Ồ, Hà. Chị Hà muốn ăn gì không? Chè đậu gián á. Chè đậu bản thì có. Đậu hũ cũng được. Hai thằng người đi không có đầu nấu. Đậu hũ đi cũng được, dạ đậu hũ đi. Cậu thích ăn chè lắm. Đây em gửi tiền nè. Bỏ trên xe ăn không? Dạ, ok. Nè, em gửi tiền nè. Đây, thêm tiền. Không, cái đó biểu chị Hà. Trời mệt có biếu bài. Thank you chị. Hấp vô. Em đi chắc khoảng tuần hơn á, 10 ngày. Dạ. Lần đầu tới ăn tới mua cổ cũng tặng á. Chè là ngay món hơn món độc của Hà rồi đó, Hà phá chè rồi đó. Không, chè là khoái à, không biết liên quan gì. Được rồi, khoái đó được. Đây, của mình nè. Này treo lên không sao, mấy tiếng không hư. Treo lên á, lủng lẳng. Cái sốt này là sốt hủ tiếu khô nè, của chị làm nè cả nhà. Đó. Sa tế, chị làm luôn. Trời, hay quá vậy. Cái này ăn mì. Cái này ăn mì khô nè, hoặc là cái gì đó chấm gà đó cũng được phải không? Đó. Dạ. Đây chị có bán mấy cái này luôn nha anh chị. Hay không? Hủ 10 đồng. Hủ 10 đồng, dạ.
Tại đây mình chắc được cái phù mạc cũng được cả tháng á. Ok. Nếu ok. Mình, sáng nay là 5 khách rồi. Một người San Francisco, một người Las Vegas, một người ở Bay Hill, hai người nữa. Sáng giờ là 5 khách rồi. Thôi một combo, chào các liên, cảm ơn các anh chị nha. Cảm ơn anh chị đó đã tin tưởng và ủng hộ mình nha. Trời ơi, tới mua có chút xíu mà lòi ra một nùi vậy luôn. Để em lấy rồi, bên kia rồi, đám bên kia đó. Chết mờ, này phải cột lại chứ không nó đổ hết. Tại đi là cơm gà anh nhỉ? Dạ. Tại đi là... Ô, cơm gà với lại bạc cẩm nằm trong đây luôn rồi, phải không? Không. Đây là cơm gà thôi. Ờ. Đây mi khô thập cẩm. Sure. Dạ, ok. Rồi, thank you chị. Rồi, ok. Dạ. Trời ơi, tới lấy đồ ăn cái chị mì gõ sẵn đó, chị tặng quá trời luôn. Biết Hà bên đó cũng hay nấu ăn á cả nhà. Rồi cũng hay ăn này đi kia, cái chị cổ tặng luôn. Trời, chè nè, sa tế nè. Sa tế là biết làm gì không? Ướp chân gà nướng. Trời, đã luôn. Thôi bây giờ mình sẽ go, lên đường mình đi AZ nha cả nhà nha. Mới ghé mua thêm ổ mì đem theo để đi đường ăn đó cả nhà. Nhưng sao có chè nữa. Có bán chè chuối. Chè chuối với gì ta? À xôi. Xôi giò. Tại Hà phái mấy cái này mua, giờ nguyên xe đồ ăn không. À, mua sẵn qua bên đó Hà mất công khỏi nấu, tại vì mình tới đó là khuya rồi. Có công nấu nướng này kia nữa, ăn uống thì không có nhiêu, mua đại ăn đại cho rồi. Thì 368 mai mới tới. Bây giờ nó ra đây nó ghi là 5 tiếng rưỡi, 5 tiếng 40 phút nhưng mà kẹt xe kẹt đồ nữa mình nghĩ chắc khoảng 6 tiếng á. Đây nó ghi khoảng 9 giờ 10 mấy phút là mình tới, 9 mấy phút đêm. Thì mình đi riết nó quen đó nha. Lúc đầu đi nó cũng hơi thấy xa xa. Nhưng mà cái chạy riết đi riết cái cảm thấy nó cũng bình thường. Còn chiếc xe này over mile chắc chắn luôn. Chạy. Bây giờ mình còn tới 10 mấy tháng để hợp đồng của nó nữa. 10 mấy tháng mà bây giờ cái mile trên xe là 22.300 mile rồi. Mà cái hợp đồng là chỉ có 30.000 mai thôi, tức là còn có chưa tới 7.000 nữa là đúng cái hợp đồng là 30.000 mai, mà chưa tới 7.000 mà mình còn tới mười mấy tháng nữa là chắc chắn là thế nào cũng ô vào mai, không sao. Để thế này ví dụ nó chạc tiền, nó tính thêm tiền á, ví dụ mà rẻ rẻ cũng ok. Nghe nói là phong phanh là năm mai một năm sen một mai. Nghe phong phanh là vậy nhưng mà chẳng biết sao. Thì cứ chạy tới đó thì tính. Ví dụ mà nó chạc nhiều quá mình có thể mình mua luôn chiếc xe này luôn. Một là mua luôn, hai là mình, nhưng mà theo mình đó là mình thấy là chắc có lẽ hết hợp đồng mình sẽ trả lại thôi. Bây giờ nó chạc tiền mình tính tiền thêm, mình trả thêm tiền. Tại vì chiếc xe này nó hơi nhỏ. Lúc đầu mình thuê chiếc xe này á ở bên Massachusetts á là mình không có nghĩ là mình sẽ đi qua bên Nam Cali này. Thật sự là vậy luôn. Nhưng mà đâu có ai biết trước được chuyện gì đâu. Cho nên là khi thuê xong thì có vài tháng sau, một năm sau thì mình đã đi qua bên Nam Cali rồi. Lúc mình thuê thì mình nghĩ là ở bên đó mình cũng không có đi đâu, nhớ không? Mình nghĩ mình không có đi đâu cho nên là mình thấy là 30.000 mai cũng được. Nhưng mà cái đó thì mình sai lầm. Thì đúng ra là mình có quyền mình yêu cầu là 36.000 mai có chịu hay không, tức là một năm 12.000. Nhưng mà mình là không nghĩ tới chuyện đó cho nên là mình nghĩ là mình không đi đâu, mình chấp nhận luôn. Thì bây giờ phải chịu thôi. Với lại chiếc xe này nó hơi nhỏ ha cả nhà, chứ cái tướng mình bự quá mà nó hơi nhỏ thì mình ngồi nó cũng hơi mệt đó, bị cấn tùm lum tùm la đó, mệt lắm. Thì giờ mình sẽ có lẽ là mình sẽ đổi xe khác để khi mà hết hợp đồng xe bự hơn. Ra cái quay 22 rồi đó, giờ cứ thế mà đi thẳng rồi đó, chưa hết kẹt rồi đó, mới chút xíu rồi. Giờ này đi phải chịu rồi cả nhà, không sao. Mỹ này mà không có đường, những cái đường freeway cao tốc như này xe nào chịu cho nổi trời, ghê thiệt, quá trời đường luôn mà vẫn kẹt. Nhiều cả nhà nhìn kìa, đổi cái tiền xây cầu đường không biết bao nhiêu mà nói.
chợ quốc tế luôn nha anh chị, mà nhỏ xíu à. Chửi rồi, dữ dội lắm. Mấy bữa nay bầu trời Cali bệnh quá nha cả nhà, nên là giờ mới tỉnh tỉnh chút. Chợ nhỏ nên cái xe nó cũng phải nhỏ nha cả nhà, chứ không nó chật. Xe nó dắt. À, mình vô đây mua đồ về mình nấu uống mắm nha. À, mình bị trúng gió nhưng mà giờ mình tỉnh rồi, khỏe rồi. Nên mấy bữa nay cũng liếp liếp gì đó, nghỉ ngơi thôi, giờ khỏe rồi cả nhà. Giờ mua miếng nấu uống mắm nha, thèm uống mắm nha. Bây giờ trước tiên là mình sẽ đi kiếm rau để coi trong đây nó có rau gì, có gì ăn đó đi. Bên Arizona này thì nó cũng hạn chế rau cỏ này kia, đại khái rồi có rau rồi. Bún mắm hả? Bún mắm đi, ăn bún đi, ăn cơm mà ngán quá. Tí tô nè, tí tô. Nói chung bún mắm thì có rau thơm rồi thôi à, vậy thôi. Không phải xà lách. Này không? À, không biết nữa. À kinh giới phải không? À, bún mắm có này. Không biết luôn. Rồi kinh giới nè. Cải kinh giới cho thơm. Rồi xà lách. Không xà lách. Thường nó có bắp chuối nè, phải không ta? Rồi hết rồi đó. Rau rồi, điên hàng là hết rồi đó. Giờ phải quay cái đầu lại. Dạ này nói chi. Thôi kệ. À gì nữa ta? Thôi vậy cũng được rồi. À giá hả? Giá không? Giá bên này nè. Uống mắm có giá không ta? Có. Ồ em mua gì đây, em mua đi nha. Này bánh canh. Bún mắm là ăn cái bún nào ta? Quên rồi. Cái bún giống như bánh canh đúng không em? Có. Cái bún mắm là bún giống như bánh canh cộng bự đúng không? Ờ bún một quế đúng rồi, bún một quế. Qua đây. Qua đây. Xả nhà có phải không? Xả khỏi. Hả? Thôi lỡ đây rồi cứ coi có gì không. Ừ, về luộc thôi, mất công đi nữa. Nhà. Ừ. Nè cà tím nè. Thấy cưng không? Ủa? Cà tím á, cà tím nhỏ. Gà bắp chuối kìa. Nó bắp chuối không? Nè, có trái nhỏ xíu nè, thấy cưng không? Ờ, lấy cà tím đi. Rồi, lấy cục bắp chuối. Rồi. Rồi, bây giờ là mình qua mình lấy hải sản. Chân gà nướng không em? Mà sau đây chân gà thấy sao nó hiu quạnh quá vậy. Để lâu quá, hôm nay nó nhìn nó đông lạnh ghê quá. Ờ vậy lấy cái đó thôi, cũ cũ đủ rồi. À bỏ cái này rồi. Giờ mình qua kiếm hải sản nha anh chị. Trời chắc là ghé cái chợ kia, có cái chợ này thấy sao không? Mình quyết định mình đổi qua cái chợ này nha anh chị. Chợ kia nó không có con khỉ, chợ quốc tế thì không có gì hết trơn, mình giao ra chợ này đi. Mất 15 phút. Dạ. Tại vì lỡ đi chợ rồi kiếm cái chợ mua cho đầy đủ đồ gì đâu, leo que quá, thịt thà cá gì đó mình nó cũng tan nát hết trơn sao ăn. Trong đây có tiệm phở luôn hả? Phở Tấn Thành. Dạ hả? Phở Tấn Thành. Bữa nào đi, giờ đang bún mắm rồi, phở gì nữa. Thay vì ăn mực, mình ăn rau mực nha anh chị. Mực với cá này nè, cá này ngon nè. Đông lạnh nha. Gà, thịt heo,
Em lấy bà nội chưa? Bà nội. Em lấy bà nội cho em. Hả? Lấy bà nội rồi phải không? Dạ, ủa mua xương vậy? Ờ, hầm bò hả? Em lấy mực hả? Dạ. Em lấy mực nè, lấy bỏ lại. Mực kia, đó anh lấy rau mực à. Nè. Này nhúng nhúng nước sơ, nhúng sơ cái là mình ăn được rồi. Với lấy cá này nè. Rồi đủ rồi ha. Ba rồi có rồi phải không? Rồi đủ rồi. Hả? Ờ lấy mắm nữa về được. Lấy dĩa chân gà nè. Ờ lấy dĩa. Lấy nào bự bự á. Nè, ha. Mập ghê không? Nhìn phải như vậy vô kia cái chân gì đâu. Rồi hết rồi. Mắm đây nè. Anh nhớ cái like cuối cùng. Hai đứa ăn chắc hai hũ đủ rồi. Ừ, nhỏ nhỏ nè. Xay sẵn rồi phải không? Ok, dạ. Lấy xay sẵn đi. À, mắm cá linh hoặc cá sặc á. Cá sặc nè. Ờ, cá sặc xay nè, hai hũ đi. Thôi, vậy đủ rồi. Hai hũ đủ không? Tại vì mắm nhiều nó mới ngon, nó đậm đà, mình khỏi bỏ nước nhiều. Lấy ba. Ừ, lấy ba đi. Hũ hũ chín đồng. Ok. Rau có, giá có, rau thơm có, mắm có. Rồi đủ rồi. Các anh chị ơi, Hà đi làm tiếp à? Thì mình mua mấy cái đồ mắm nè, mình về mình làm bún này nè, người ta luộc sẵn nè, mình khỏi mất công luộc, mất thời gian. Bây giờ chơi ba hũ mắm luôn cho nó ngon, đậm đà nó mới ngon. Nếu cái nồi bỏ rồi, đổ ra. Cái này nó xay nhuyễn rồi ha, khỏi cần lượt luôn, nấu lên là bút luôn. Trời ơi, nó đặc quẹo luôn nè anh chị. 9 đồng một hộp. 9 đô la. Món này là cái nhà rất là thơm nha, thơm phức luôn. Mình mới bị trúng gió nhưng mà nhẹ à, chứ không có nặng, bị ớt lạnh á. Vừa xuống đây bước xuống cái trời nó lạnh, mà lạnh kỳ lắm. Chắc do người mình yếu hay sao. Cái nằm 2-3 ngày giờ tỉnh, khỏe rồi. Nhậu lại được à. Đồ bún mắm này là chất lượng luôn. Cái này nấu nước để vô cái khỏi bằng nêm luôn, nó vừa ăn luôn, đậm đà nó ăn nó ngon. Đủ người ta dư nhiều quá rồi. Rồi hai hũ trước đi, thiếu tính sau nha, chứ để vô nữa là quá hớp luôn á. Cho nước vô. Nhiều lắm á.
cá nè, chân gà này luộc nè, ướp sa tế nhậu tiếp. Hà cũng thích món chân gà lắm. Ba rọi nè, đó. Miếng chắc đủ rồi. Miếng này đủ rồi. Cho vô nồi mắm luôn. Đấy. Rau tính sao đi. Mật nè. Cái rau mực này khi nào mình ăn á, nước nó đang sôi á, mình nhúng vô một cái mình lấy ra, chứ đừng có luộc nó teo là không còn gì nữa. Cá này. Cái cá này á, mình ăn cuốn mắm cũng được, không thôi là mình biết sao cái gì đấy, miên miếng này nè, rắc miếng gia vị lên cái, xong rồi bếp than á để lên nướng cho hồi luôn. Anh chị ha, tươi rối luôn đã. Bây giờ cái này á, hai miếng đi. Hai miếng này nữa. Rồi. Rồi vậy là xong nồi uống mắm rồi đó. Lẹ không? Giờ mình làm cái này. Rửa trước ha. Vớt muối nha. Xong rồi làm neo. Muối vô. À, màu đẹp không các anh chị? Mùi cũng rất là thơm nha. Nãy giờ mình nghe cái mùi là rất là quyến rũ luôn á. Chưa có mở má hút luôn á. Hồi Hà giờ là Hà biết liền. Thôi giờ mở đi. Ghê quá. Nêm sơ sơ lại cái là xong. Có một tô bún mắm chất lượng. Giờ em cho cá vô em luộc nha anh chị. Cho nó thấm cái nước ở trong đây cho nó ngon. Chín cái mình lấy ra. Cái này em trụng bún lại sơ nha, trụng cho nó mềm ở chân gà nè. Chân gà sau khi luộc xong em ướp nha anh chị. Trong đây nó có gì? Ớt màu nè ha, ớt bột màu á, cho nó có màu vàng. Sa tế, rồi xả, muối, đường, bột ngọt, tí xíu nước mắm, bột nêm. Rồi xong, ướp. Hấp dẫn không? Giỏi nha. Xong quá rồi. Quả thơm nha.
Hàng mới về anh chị. Làm sẵn rồi, xong rồi bây giờ là bới hai tô ra ăn thôi. Để giữ giá hả? Không có heo quay không? Không, heo cừu, heo ba đội mình á. Heo quay đâu ra? Đâu có heo quay rồi, heo quay. Mỗi đứa một tô một chút nha, đủ rồi. Tối rồi, nè, có rau thơm nè. Giá nè. Em ăn đầu năm tử rồi. Không ăn nè. Bà em thấy em không ăn nên em mới ớm nè. Cả nhà thấy mình ớm không? Ớm nhiều quá. Tại vì ngày mình ăn sáng giờ mình chưa ăn luôn, không ăn đâu. Không có đói. Em mới ớm. Em ăn năm tử rồi. Trời, cái đó muốn ngày xử ra anh ơi. Xử gì giờ? Mai xử đó. Mai chiên cá đi. Nấu canh rau muống đi. Yeah. Mà nó ăn chua nhá. Rau muống với rau muống me thôi. Với chiên cá lên nè. Để cho sâu sâu lên. Quá giỏi quá. Lấy cái ăn xong. Lấy. Còn cục cá. Hả? Còn cục cá không biết ăn nổi. Ăn luôn. Một đứa nữa ăn hết luôn bài rồi hay sao? Bỏ ra sao nó nhừ. Thôi để đi mai, mai sáng cái này. Mai tiếp. Ha. Nhiều quá cái mai, mai. Này giỏi vậy, ướp luôn ha. Dạ, yeah, thử. Wow. Thử ngon. Vừa ăn. Rồi. Đây của em rồi. Anh ăn ớt không? Ăn ớt không? Hả nè, ra. Nấu vừa đủ ăn à? Không có đúng gì. Rồi, đúng nhiều quá. Nhiều mai ăn đâu. Mai ăn tô nữa xong. Cũng còn mà. Thì đó, ý là mai ăn mình đưa một tô nữa sao? Đưa tô nữa đủ. Nhiều quá nhá. Ổn ghê, cái bụng này. Trời, cái này anh mà đi tập gym một cái là 6 muối luôn á. Nhìn cả nhà. Giờ muối à? Để luôn cái này nè. Có hơi hớp thì nhẹ nhẹ chút. Mà cái này mà tập gym lên cái đó là 6 cục luôn á. Em dễ, dễ trở lại. Dễ xíu. Mời anh chị nha. Mời cả nhà ăn bún trước. À, ăn bún trước đi. Chơi chân gà để chúng mình ăn bún xong rồi ăn chân gà sau nha. Thử nha, thử ăn nóng vào. Mở kêu cay cay không? Ừ. Bún mắm nha anh chị. Này, bún mắm chứ mà bún nhà ra. Bún mắm. Này đơn giản, này mình nấu kiểu gia đình. Trời, này mà đơn giản này là ngon. Đeo giá giờ, bóc lại. À. Này có ăn xà lách không? Không, xà lách được rồi. Nhưng chị mang không, ăn chấm á. Chấm mắm, ăn cơm á. Dạ rau. Ăn xà lách. Bữa nay nóng à, nay 80 độ. Thử coi.
đậm đà. Dừa chỗ mặn đậm đà cũng hơi 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 trời ơi, chịu hao bún á. Với hầm tới hầm lui á. Nhưng mà ngon tạm nghiệp rồi. Anh nấu như sao em chị em đó. Bỏ hai muỗng mắm vô, đổ nước lạnh vô. Xong rồi gì nêm lại. Nêm lại miếng bột nêm, xíu bột ngọt cho nó dịu chút. Thịt làm sao? Hả? Thịt làm sao? Thịt thì bỏ vô nồi luộc luôn. Nồi bún luôn. Nồi mắm luôn. Bỏ cá vào vô hết đi. Cá luộc chung luôn. Chuyên gia là anh thấy bự lắm ha. Luộc xong nướng là nó teo lại còn. Mà nướng xong nó giòn giòn. Nai màu đẹp rồi. Bữa bên nhà làm gì mà nhà đâu có màu đâu. À anh đâu có biết là có cái ớt bột màu đâu. Hả? Có đó nó mới đẹp. Anh để sa tế không mà. Làm gì nó đâu có màu rồi gì đó. Nhìn hết không ăn. Trắng đen trắng đen. Đen thì đen đùi, trắng thì trắng nhất. Qua đây bình luôn khán giả. Quý vị bị trúng gió. À, xuống xe cái trúng gió luôn. Vậy ha, rung người đó. Lúc mình đang lái đi là mình đã mệt rồi. Thấy mình rung vậy nè. Chạy mấy tiếng đồng hồ á. Mà lúc đó mình lái nha, gần tới đây mình mệt lắm mà. Giống mình phải ngừng nghỉ chứ. Bạn cũng không ăn uống điều độ lên mấy ông rồi xong cái không? Yếu sức á. Gần tới đây mình mệt lắm rồi, mình định suy nghĩ, mình định tấp vô trong cái land emergency á. Mình định tấp vô đó anh nghỉ ngơi chút xíu luôn á. Mà anh nghĩ thôi kệ ráng. Chứ giờ tấp vô đó làm chi, mất công. Mà người đói bụng hay là cái gì? Hay là cái... Nó mệt mệt. Trước đó đã mệt rồi phải không? Mệt mệt. Mà người nó không khỏe. Vừa tới đây nè, anh xuống xe thì anh lấy đồ thôi. Dọn mấy cái đồ á, vừa xuống xe nó lạnh rồi. Vợ nhà làm rồi. Gió ở đây nó lạnh kỳ quá. Nó lạnh mà lạnh khó chịu quá. Ủa xuống nó lạnh mà hả, mình lấy mấy cái đồ ăn trong xe ra, lấy vali ra, mình chịu không nổi luôn á. Mình tranh thủ làm cho lại. Lạnh là sao? Lạnh quá hay là gì? Nó lạnh trong xương á, ngộ. Không, tại người anh yếu rồi. Chắc vậy á, chắc vậy á. Mình đang yếu rồi. Rồi lên tới đây là coi như nằm luôn. Nằm luôn. Tới cái là nằm luôn. Đắp mền lại luôn. Đắp mền luôn, nằm luôn. Ghê. Ăn được hà nóng mình miếng cháo. Thay vì cơm gà thành cháo gà luôn. Chế rồi. Miếng cháo luôn, cũng không uống thuốc cái hôm qua mai cũng đã đỡ một chút. Tỉnh. Cháo gà lẹ nữa. Mắm mà chấm rau ăn cơm ngon lắm. Ăn này tối nay khát nước lắm à. Mắm á. Mắm. Mấy ngày nay mấy ngày nay khán giả chắc nhớ. Nãy giờ anh đang thấy giò ngon lắm nè. Giò đã cái tiệm cũng làm giò nè. Giò đã đi pháo. Đã nay luộc nó mềm chút nữa. Ăn đậu cứng cũng dễ ha. Món này rẻ nó khi giới. 5 đồng. 5 đồng ăn nguyên đêm nhậu.
ai cứ lãnh lương á, mua chân gà về nhậu đỡ tốn tiền. Gặm tết dĩa này là hết 10 chai bia luôn á, khỏi cần gà luôn. Ngồi với dĩa này bye bye các anh chị nha. No rồi. No. Mình vẫn khỏe mạnh bình thường, cũng không có gì hết. Cảm ơn anh chị đã hỏi thăm. Rồi hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp nha. Sắp tới nữa sẽ có nhiều tiết mục hơi lạ đó nha. Nhớ đồng dạng tiếp nha anh chị. Giờ tạm thời giữ bí mật chút xíu đi nha. Một hai clip nữa.